Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại con hẻm 241 của trục đường Tân Hòa Đông thuộc phường 14 quận 6 của chú anh chị ha. Thì ngôi nhà của mình đó sẽ là cái con hẻm thông ra bên trục đường 242 của đường Tân Hòa Bà Hôm, và mình đi thông ra bên 205 của Tân Hòa Đông của chú anh chị. Ở đây thì gần ngay chỗ cái chung cư Summer Square, ở ngay chỗ cái mặt tiền đường của đường Tân Hòa Đông của chú anh chị, gần ngay chỗ ủy ban nhân dân phường 14 luôn của chú anh chị ha, rồi gần ngay chỗ chợ Phú Lâm luôn. Ở nhà mình hẻm thông, hẻm Ba Gác của chú anh chị nha, hẻm thông. Thì hôm nay cũng Hoàng đang có mặt tại đây để review cho chú anh chị mình một ngôi nhà có kết cấu một trệt, hai lầu, một lửng và một khoảng không gian sân thượng. Chủ nhà là thiết kế đầy đủ hết tất cả các nội thất cho chú anh chị mình rồi. Nhà mới vào ở ngay, đường ống dây đồng đi máy lạnh, rồi đường ống để mình đi máy giặt là đã thiết kế sẵn hết rồi của chú anh chị ha. Nhà phải nói là rất là đẹp luôn. Một trệt, hai lầu, một lửng và một sân thượng của chú chị. Mức giá là dưới 3 tỷ của chú chị nha. Dưới 3 tỷ. Cái giá chính xác của ngôi nhà này là 2 tỷ 750. 2 tỷ 750 giá vẫn còn bớt cho chú chị mình nữa. Thì nếu của chú chị nào có quan tâm đến ngôi nhà này, kết nối ngay với Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu của chú chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha, giúp cho chủ nhà bán được nhà, giúp cho người mua được căn nhà của chú chị. Và bây giờ thì cùng mời quý vị anh chị mình cùng tham quan ngôi nhà này cùng với Nguyễn Hoàng nha. Ở ngay góc này nè, mình hướng đi ra đó là mình đi thông ra 242 của Bà Hôm. Hẻm này thì Ba Gác di chuyển được luôn nha. Còn cái hướng này á, là mình di chuyển ra bên trục đường 205 của trục đường Tân Hòa Đông. Đó, hẻm thông nha quý vị anh chị. Nhà mình thì hiện tại ở đây đang lấy cái số nhà của 241 của đường Tân Hòa Đông ha. Nhưng mà nếu mà mình hướng di chuyển thẳng này luôn á thì di chuyển ra ngay chỗ 205 nha quý anh chị ha. Ở căn nhà Nguyễn Hoàng sắp review cho quý anh chị mình á có kết cấu là một trệt, hai lầu, một lửng và một khoảng không gian sân thượng ở bên trên của quý anh chị. Nhà này thì hiện tại có tổng cộng là 3 phòng ngủ ha, 3 nhà vệ sinh. Ở nhà mình thì có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng của quý anh chị ha. Mua bán thì chỉ công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng căn nhà này đó là 2 tỷ 750 triệu. Giá này thì chủ bất lập cho quý anh chị mình nha. Đường trước nhà là đường rộng 2,5 m của quý anh chị. Nhà mình thì hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng Tây. Nhà thì có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ ha. Cô chú anh chị nào quan tâm ngôi nhà này kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem cái ngôi nhà này ha. Ưng ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha. Đó, cái hướng này là mình di chuyển về bên 205 của trục đường Tân Hòa Đông nè. Còn cái hướng ngược lại là mình sẽ đi thông ra bên 242 của trục đường Bà Hôm. Còn nếu cô chú anh chị mình di chuyển cái hẻm chính, hẻm 241 ngay chỗ ủy ban nhân dân phường 14 á, mình di chuyển vô bên trong ngôi nhà của mình á thì mình cách khoảng cỡ chừng là 15 m thôi là mình ra hẻm xe hơi. Ở nhà mình thì gần ngay chỗ hẻm xe hơi luôn ha. Ở một trệt, hai lầu, một lửng và một sân thượng ở bên trên nữa. Có tổng cộng là 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Ở đây sẽ là khoảng không gian lầu 1 của ngôi nhà mình đây. Cái này là cái ban công nè ha. Cái này là lầu 2 nha cô chú anh chị ha. Bên trên nó có một cái sân thượng ở bên trên nữa. Có khoảng không gian lửng ở bên trên nữa. Nhà này thì hiện tại là chủ nhà đang làm tổng cộng là một lớp cửa của chú chị. Lớp cửa này thì khắc viền CNC nè. Khắc CNC nè của chú chị ha. Cửa này cửa kính nha. Khắc CNC. Cửa này cửa bốn cánh nè. Cửa này có thể mình mở vô cũng được mà mở ra cũng được của chú chị. Cái dạng như cái kiểu bản lề là bản lề xây của chú chị nha. Bản lề xây nha. Hai cái ụ tròn đều là xây hết của chú chị. Hai ụ tròn hai bên đều xây hết ha. Thềm nhà thì chủ làm cao hơn so với lại thềm đường là khoảng cỡ 3 tấc cô chú anh chị. Nhà này thì phải nói là có một cái mẫu nhà rất là đẹp và mới nha. Ngôi nhà mình hiện tại có cái bề ngang là 3 m, chiều sâu vô trong là 4 m 1 cô chú anh chị. Ngang 3, dài 4 m 1 cô chú anh chị. Nhà mình đang thuộc cái con hẻm 241 của trục đường Tân Hòa Đông thuộc phường 14 quận 6 ha. Gần ngay chỗ chợ Phú Lâm nha quý anh chị ha, gần ngay chỗ vòng xoay Phú Lâm luôn. Gần ngay chỗ cái chung cư Summer Square của quý anh chị ha. Ngay chỗ cái ủy ban nhân dân phường 14 luôn. Từ đây ra ủy ban nhân dân phường 14 thì cách khoảng cỡ chừng là 150 m thôi là quý anh chị mình ra tới rồi. Ra tới ngoài đó thì ra hẻm xe hơi luôn ha. Ở đây sẽ là khoảng không gian khu vực tầng trệt của ngôi nhà của mình đây.
Bên này thì hiện tại là chủ đang làm cái khoảng không gian để mình để gian bếp đồ nè, hệ thống tủ bếp trên, bếp dưới nè, khu vực bồn rửa chén của mình góc này ha. Đó, bên này sẽ là cái cầu thang để mình di chuyển lên bên trên. Ở đây thì nó có một cái hệ thống đèn cảm biến như của anh chị, đèn cảm biến nè, đèn cảm biến ở đây nè của anh chị đó. Đó, hệ thống đèn sáng của cầu thang. Ở đây là khoảng không gian khu vực gian bếp nè. Ở kệ tủ bếp thì kệ tủ bếp 2 tầng ha, 2 tầng ở bên trên nha. Ở đây sẽ là khoảng không gian để mình để bếp ga. À, rồi mình để nồi cơm điện, đồ của mình thể mình nấu nướng ở ngay góc này ha. Ở bên dưới là học tủ. Nhà này thì hiện tại là chủ nhà có làm cái cửa lùa nè của chú chị. Cửa này là cửa lùa nhôm nha. Cửa này bằng nhôm của chú chị nha. Cửa này là cửa bằng nhôm. Cửa toilet nè của chú chị. Cửa này cửa bằng nhôm nè. Ở mình đóng vậy nè. Mình muốn gài chốt thì mình gài ở đây ha. À, gài cái chốt vô. Còn không mình mở ra. Cửa này hết của chú chị nha. Cái khóa chốt này của anh chị. Đấy. Này mình xếp lại ha. Bên trong thì sẽ là toilet này của anh chị ha. Toilet thì hiện tại là chủ sẽ làm một cái bồn cầu ở đây và cái vòi sen tắm. Ở đây thì không có lavabo của anh chị, nhưng mà đừng cái là mình có cái bồn rửa chén ở đây rồi. Thì mình sử dụng thay vào cái lavabo của anh chị ha. Ngay góc này nè của anh chị. Này là cái lavabo nè. Có cái vòi nước luôn của chú anh chị. Thì ở đây sẽ là khoảng không gian khu vực tầng trệt như của chú anh chị. Bên này thì chủ làm cái mảng tường cao lên tới bên trên đó luôn. Là bên trên trần, nó là hệ thống đèn led âm trần ở bên trên nè. Trần thì chủ không có giật cấp, nhưng mà chủ làm cái hệ thống đèn led âm với lại đèn led dây này của chú anh chị. Rất là sáng luôn. Ở cái mảng tường bên này thì mình có thể mình để tivi ngay góc tường bên này nè để mình xem. Ở đây thì mình đậu khoảng có chừng 3 chiếc xe của chúng chị nha. Đậu khoảng có 3 chiếc xe được nha. Nhà rất là đẹp và mới luôn. Đó, chủ làm một lớp cửa thôi. Cửa này cửa 4 cánh. Đó, có khắc CNC nè của chúng chị. Ở đây là những cái tấm CNC nè ha. Khắc CNC ra nguyên cái khối này, hình khối này luôn. Hình khối bông hoa. Ở cầu thang để mình di chuyển lên bên trên thì hiện tại là chủ nhà đang làm cái cầu thang là bề mặt đi bằng đá hoa cương nè. Ở tay vịn thì bằng gỗ của chú chị. À, tay vịn này là bằng nhôm nha, bằng nhôm mà kiểu giả gỗ của chú chị nha. Đấy, kiểu màu giả gỗ nè. Cầu thang đi lên rất là nhẹ luôn, chủ làm đi rất là nhẹ. Ở đây có một khoảng trống nè. Khoảng trống này mình có thể mình để đồ cũng được nè. Còn nếu cô chú anh chị nào không muốn để đồ thì mình có thể mình làm cái kiểu vậy cũng được ha, để cho nó đẹp nha cô chú anh chị. Cái này là cái hệ thống đèn cảm biến nè cô chú anh chị. Ngay góc này nè, hệ thống đèn cảm biến của cầu thang ha. Và hiện tại thì Ngũ Hoàng đang có mặt tại lầu 1 của ngôi nhà của mình. Cái lầu 1 này thì chủ sẽ không có làm cái khoảng không gian ban công. Thay vào đó là chủ sẽ làm cái phòng nó bự ra của chú chị ha. Nó rộng, nó bự ra tới ngoài đó luôn. Đó, nó bự ra tới ngay chỗ góc đó luôn của chú chị. Nên rất là rộng. Bên này thì chủ sẽ làm cửa nhôm, nhôm kính của chú chị. Đó, nguyên cái mảng bên này là chủ làm cửa nhôm kính hết của chú chị. Ở bên trên là hệ thống đèn nè, hai bên ha, bên trái và bên phải là hệ thống đèn. Đó, rèm cửa thì chủ kéo hai bên vô. Đó, bên này kéo vô, bên này kéo vô ha. Ở đây thì không làm cái khoảng không gian ban công nên nó thấy nó rất là rộng luôn cô chú chị. Thường là cái ban công nó sẽ nằm ở góc này trở ra nè cô chú chị, nhưng mà nay chủ làm luôn cái phòng luôn cho nó rộng rãi. Đường ống dây đồng là chủ đã đi sẵn cho mình hết rồi. Ở chủ nhà thiết kế sẵn cái đường ống cho mình hết rồi, mình về là mình sử dụng thôi. Đường ống thoát cũng làm luôn rồi cô chú chị.
ở bên trong toilet của mình đây ha. Ở hệ thống gương soi nè, ở hệ thống gương soi kết hợp với đèn đèn led này của chúng chị. Gạch thì chủ ốp cao ráo đụng lên tới bên trên luôn của chúng chị. Ở Ngũ Hoàng xin nhắc lại là ngôi nhà của mình là có bề ngang là 3m nha, và chiều sâu vô trong đó là 4m1 của chúng chị nha. Kết cấu thì một trệt, hai lầu, một lửng và một khoảng không gian sân thượng. Cái này là cái cục hít nè của chúng chị, cái này là cái cục 500 nè, cái này mình hít vô đây ha, nè hít vô nè của chúng chị, đó hít vô nè, thấy chưa? Một ngón tay kéo ra không được của chúng chị, thấy không? Đó, có cục 500 hít luôn của chúng chị ha. Cái này là khoảng không gian mà toilet nè, cái cửa này cửa nhôm của chúng chị. Thường thì sẽ làm một cái cửa mình mở ra mở vô, nhưng mà nay chủ làm cái cửa xếp luôn cho nó gọn. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Phú Lâm của chúng chị ha, rất là thuận tiện trong việc mà mình di chuyển về các quận trung tâm nha. Gần chợ Phú Lâm nè, rồi gần ngay chỗ ủy ban nhân dân phường 14 luôn của chúng chị, gần ngay chỗ cái chung cư Summerware của chúng chị nha. Ở ngay chỗ cái trục đường Tân Hòa Đông, hẻm 241 của Tân Hòa Đông mình đi vào của chúng chị. Ở đây sẽ là khoảng không gian toilet ở khu vực ban công của mình đây. Khu vực này ban công ha, chủ làm hai cái chậu cây kiển nè, cây dừa kiển nè của chúng chị. Ở đây chưa có bật hệ thống đèn lên. Đó, hệ thống đèn vàng lên rất là sáng luôn. Ở lầu 2 thì chủ sẽ có một cái ban công nho nhỏ ở đây. Ban công này mình có thể, tại vì cái ban công này á thì mình có thể mình ra đây mình khỏi cần phải phơi đồ ở đây ha. Phơi đồ thì có trên sân thượng, nó có một cái chỗ phơi đồ, có khoảng không gian để máy giặt ở bên trên luôn, rồi khỏi cần phải phơi đồ ở bên trên của chúng chị nha. Ở đây sẽ là ban công của mình đây. Cửa này là cửa nhôm kéo lùa của chúng chị. Ở cửa này là cửa nhôm kéo lùa ra vô ha. Ở cái đường trước nhà của mình nó rộng khoảng có chừng là 2,5m của chúng chị. Hẻm nhà mình hẻm thông ha, thông từ 241 của trục đường Bà Hôm, trục đường Tân Hòa Đông, mình thông ra 205 của trục đường Tân Hòa Đông, và mình thông ra bên 242 của trục đường Bà Hôm luôn. Ở đây sẽ là khoảng không gian để mình để cái máy lạnh nè, máy lạnh ở đây ha. Ở đường ống đã đi sẵn hết rồi, đi sẵn cho mình hết rồi cô chú anh chị. Lầu 2 này thì được cái là có cái cửa sổ bên hông này nữa nè, chủ làm thêm cái cửa sổ bên hông này nữa, rất là thoáng luôn. Ở cô chú anh chị mình thấy cửa sổ bên hông không, thoáng không? Và mỗi lầu như vậy thì có toilet hết cô chú anh chị. Ở đây cũng có toilet nữa nè, có chừa sẵn cái đường dây điện của chúng chị, mình thấy không, cái đường sẵn đường dây điện đó để mình gắn cái máy nước nóng đó. Ở đây thì có lavabo nè, có khu vực lavabo rồi gương soi. Bên này là cái hộp ren của ngôi nhà của mình nha, hộp ren ở bên trong nha của chúng chị. Ở cái đường ống hộp ren đó nằm ở bên trong của chúng chị. Rất là đẹp luôn của chúng chị nha. Nhà có kết cấu một trệt, hai lầu, một lửng và một sân thượng của chú chị, gần ngay chỗ vòng xoay Phú Lâm nè, rồi gần ngay chỗ cô cấp mắt Phú Lâm luôn, rất là thuận tiện trong việc mà mình di chuyển nha. Nếu cô chú chị nào quan tâm cái ngôi nhà này có thể liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này nha, giúp cho chủ nhà bán được nhà, giúp cho người mua được cái căn nhà giá tốt của chú chị nha. Giờ Ngũ Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên cái sân thượng cho cô chú anh chị mình xem. Thì ở đây sẽ là khoảng không gian sân thượng nè. Ở đây thì mình có thể mình phơi đồ, mình làm khoảng không gian này để mình phơi đồ ở đây nè cô chú anh chị. Khoảng không gian để máy giặt thì chủ cũng đã thiết kế sẵn cho cô chú anh chị mình ra đây. Cái đường ống đã đi sẵn hết rồi, ổ điện cũng có đi luôn rồi. Ở đây mình để máy giặt ở đây ha. Mình để máy giặt ở đây là rất là tuyệt vời luôn.
Ở cái này là cái cầu thang để mình di chuyển lên bên trên cái tầng lẫn ha, bên trên nó có một cái tầng lẫn nữa. Thì ở đây sẽ là cái sân thượng để mình phơi đồ ở đây. Đó, hoặc là mình để trồng cây. Ở đây cũng có một cái van nước nè, thì mình muốn sử dụng nước thì mình có thể mình lấy, mình gắn cái van nước vô ha. Thì chủ đã chừa sẵn cho mình rồi. Ở đây thì chủ có làm thêm cái hệ thống đèn rất là chill luôn của chú chị. Đó, nhìn rất là lấp lánh luôn. Cái này đèn này buổi tối mình mở lên là rất là sáng luôn á. Nhìn nó rất là ảo ảo của chú chị. Hai bên thì trồng hai cái cây nữa, cây dừa kiển. Ở trước mặt của chú chị mình là cái chung cư đó của chú chị. Ở chung cư Summer Square của chú chị ha, ngay chỗ mặt tiền đường của đường Tân Hòa Đông của chú chị. Ngay của góc đó là ngay chỗ Ủy ban Nhân dân phường 14 luôn. Từ đây mình hướng đi ra bên này á, là mình hướng đi ra bên ngay chỗ vòng xoay Phú Lâm, ra chỗ chợ Phú Lâm ha. Còn nếu của chú chị nào mình hướng đi ra bên trục đường Bà Hôm cũng được luôn. Ở đây thì ra 110 Bà Hôm nè. Rồi mình hướng đi ra bên 242 của Bà Hôm ha. Hẻm Ba Gác đi được của chú chị nha. Ở trước mặt của chú chị mình là cái tầng lửng nè. Ở đây là cái tầng lửng của ngôi nhà của mình đây. Ở này là tầng lửng ha. Tầng lửng đường ống máy lạnh là chủ đi sẵn cho luôn rồi của chú chị. Nói chung là nhà này thì chủ đi sẵn hết rồi. Cô chú anh chị mình về là mình sử dụng thôi, mình không cần phải kêu thợ để thiết kế lại ha. Cái này thì mình cứ kêu thợ máy lạnh vô là gắn thôi. Đường ống đã đi sẵn rồi, ống đồng cũng đã đi sẵn hết cho cô chú anh chị mình rồi. Rồi cái đường ống để máy giặt nè, cũng đã đi sẵn hết rồi nè. Ở đây thì hiện tại đang thuộc cái con hẻm 241 của trục đường Tân Hòa Đông thuộc phường 14 quận 6 của chú anh chị nha. Nếu cô chú chị nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng nha. Mức giá mà chủ đang gửi thì 2 tỷ 750 triệu, 2 tỷ 750 triệu của chú chị. Giá này thì chủ vẫn còn bớt nữa. Cô chú chị nào có nhu cầu thì kết nối ngay. Nhà này thì đường cái là có 3 phòng ngủ lần, 3 nhà vệ sinh luôn. Rất là phù hợp cho gia đình mình từ khoảng cỡ 4 đến 5 người chú chị nha. 4 đến 5 người hoặc là 5 đến 6 người. 5 đến 6 người mình ở cái gia đình nhỏ nhỏ mình ở căn này vẫn được nha. Rất là thoải mái ha. Ở đây thì gần ngay chợ nè, rồi gần trường học, rồi gần ngay chỗ Ủy ban Nhân dân phường luôn. Rất là thuận tiện trong việc mà mình di chuyển. Mức giá thì nói chung là dưới 3 tỷ của chú anh chị. Dưới 3 tỷ à, dưới 3 tỷ của chú anh chị mình có ngay cái ngôi nhà này à, nhà ở quận 6 của chú anh chị, giáp ranh với lại quận 11. Căn này của chú anh chị nào mà mình có con em mình đang đi học ở trên này, mình mua cái căn này phù hợp lắm nè. Mình mua để cho con em mình đi học hoặc là mình mua để mình cho thuê cũng được. Căn này mua cho thuê cũng được của chú anh chị ha. Khoảng có 6 đến 7 triệu của chú anh chị. Căn này cho thuê chắc khoảng có 6 đến 7 triệu. Ở tầng lửng rất là thoáng luôn. Tầng lửng thì chủ nhà cũng lót gạch đầy đủ hết nè. Khúc này lót gạch đầy đủ hết cho chú anh chị mình rồi. Vào là mình ở ngay thôi, mình không cần phải tân trang gì nữa hết của chú anh chị ha. Dưới 3 tỷ của chú anh chị nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu kết nối ngay với Nguyễn Hoàng ha. Để mình qua mình xem ân ý, mình gặp trực tiếp chính chủ nha. Mình thương lượng về giá cả của chú anh chị. Ở nhà thì mới, vào ở ngay, không cần phải tân trang hay sửa chữa gì hết. Hẻm 241 của trục đường Tân Hòa Đông thuộc phường 14 quận 6 của chú anh chị ha. Giáp ranh với lại quận 11 của chú anh chị. Nếu của chú anh chị nào quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng nha. Và bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn gặp lại của chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.